gọi là cục mà gia vị bò nha mọi người, bò hay gà tùy mọi người. Thái chín có nghĩa là không chín lắm. Hành tây lâu chín nhất thì mình cho trước nha bà, nha mọi người. Hết vô, tại cái này màu rất là màu chín. Cũng khói đã mặn rồi. Đây rau củ xào với thịt đây. Đã. Thì mình bắt đầu đang nói chuyện mà cái cây chống nhiệt độ là 210 độ cho cái bánh. Bây giờ trong lúc đợi nướng bánh thì bắt đầu mình đánh trứng nha. Tưới với lại muối tiêu hoặc là một chút cục nêm bò. Mình cho đây nửa cục thì bỏ bột nêm vô nha. Giờ khi thấy bánh đã chín vàng đáy rồi mình lấy ra. Bây giờ mình bắt đầu đổ cái nước nha. Tại vì cái nước này nó sẽ làm cho cái bánh nó bị mềm ở dưới đáy. Thì bắt đầu mình đổ cái kem tươi với trứng lên. Cái phô mai bào để rải lên phía trên. Có những người không thích ăn phô mai thì không để phô mai. Thì lúc đó dùng. Bây giờ mình đút bánh vào, châm cây vào giữa. Thấy không có nước trên dính cây đó nha. Và đây là cái bánh quiche còn. Nên cái lửa phải để lửa trên và lửa dưới. Nếu mà thấy lửa trên nóng hơn thì để vàng hơn cũng được. Bây giờ mình chúc mọi người ăn ngon nha. Là trong là có thịt có rau hết nha. Còn ai ăn chay thì bon, chào mọi người nha. Bye bye.